Xin chào tất cả các bác nhá. Các bác có nhận ra cây này là cái gì không ạ? Hoa màu vàng. Rất là sai. Đây ạ. Lá của nó đây ạ. Khi vò lá của cây này có một tinh dầu thơm và gần giống với mùi của cái dầu hỏa. Đây. Lá đây. Đang là mùa ra hoa của nó nhé. Chuẩn bị chín rồi các bạn. Hoa ban đầu màu vàng, sau đó nó sẽ chuyển sang cái màu nâu và rụng xuống phát tán ra rất là nhiều. Trước đây thì loại cây này có nhiều, nhưng hiện nay nhiều nhà cũng đang phải tìm loại cây này để trồng, nhưng mà cũng rất là khó khăn. Nếu nhà bác nào có loại cây này thì Quân sẽ chỉ cho các bác những bài thuốc rất hay từ loại cây này. Đây chính là cây xương sông các bác nhé. Bộ phận chính dùng làm thuốc của cây xương sông chính là cái lá của nó. Đấy các bác, lá của cây này đặc biệt là có một cái tinh dầu khá là thơm. Ai để ý kỹ thì sẽ thấy là cái tinh dầu này gần giống với cái mùi của dầu hỏa. Đấy. Thì dùng cái lá này làm thuốc trong những bài thuốc như thế nào, xin chia sẻ cho các bác. Dùng lá xương sông là một kinh nghiệm trong dân gian để trị những chứng bệnh thông thường. Đấy. Một đó là khi bị ho. Khi bị ho thông thường thì các bác có thể sử dụng cái lá cái xương sông này. Đấy. Kết hợp với lá húng chanh này, lá hẹ này. Mỗi thứ khoảng 10 gram. Rửa sạch, giã nát, trộn với mật ong, hấp. Đấy. Để ngậm. Đấy. Tác dụng hỗ trợ trong hợp bị ho thông thường rất là tốt. Đấy. Các bác nhớ nhé, lá xương sông này, lá húng chanh này, lá hẹ này, mỗi thứ khoảng 10 gram, rửa sạch giã nát, trộn với mật ong để hấp. Đấy. Sau đó dùng để ngậm, nuốt từ từ. Đấy. Tốt cho trường hợp bị ho thông thường các bác nhé. Trường hợp thứ hai đó là ho do viêm họng cấp, các bác có thể sử dụng lá xương sông này, lá hẹ này, lá của cây rẻ quạt này. Đấy. Rồi muối tinh này, rửa sạch giã nát. Đấy. Sau đó làm vắt lấy nước cốt, uống ngày 2 lần. Đấy. Trường hợp bị viêm họng cấp đấy, gây ho đấy, các bác nhớ nhé, lá xương sông, lá hẹ, lá của cây rẻ quạt đấy, và ít muối tinh nữa. Kinh nghiệm thứ ba, đây cũng là một cái vị thuốc để hỗ trợ trong trường hợp trẻ em bị sốt cao, co giật, thở gấp, thì các bác có thể kết hợp thêm. Đấy, cái trường hợp trẻ em bị sốt cao, co giật ấy cũng rất nguy hiểm. Thì một trong những kinh nghiệm từ xa xưa để lại là sử dụng lá cây xương sông kết hợp với chua me đất. Đấy. Tất cả đem giã nhỏ, chế thêm nước nóng, vắt lấy nước cốt để cháu uống. Đấy, các bác nhớ như vậy nhé. Đấy, lưu ý là khi trẻ bị sốt cao thì các bác cần phải đưa đến bệnh viện, đưa đến các phòng khám để xử lý, bởi vì sốt cao co giật cũng rất nguy hiểm. Và các bác có thể hỗ trợ sử dụng thêm những cái bài thuốc nam, trong đó là có cây xương sông này. Đấy. Kinh nghiệm tiếp theo của cây này đó là một trong những cái vị thuốc giúp trị trong trường hợp bị mẩn ngứa mề đay cũng rất là hay. Trường hợp bị mẩn ngứa mề đay thì các bác hái một nắm lá cây xương sông này kết hợp với lá của cây khế, rồi lá của chua me đất. Cái tỷ lệ là lá xương sông này là 40g, lá khế 40g, chua me đất 20g. Đem rửa sạch giã nát, gạn lấy nước cốt cho uống. Đấy. Giúp giảm đau, giảm ngứa trong trường hợp bị mẩn ngứa, nổi mề đay rất là hay. Đấy. Và một cái bài thuốc Quân đã từng chia sẻ cho bác và nhiều bác cũng đã phản hồi lại rất hay, rất tốt. Đấy. Những bác mà ở độ tuổi trung niên mà đang có biểu hiện bị suy giảm cái khả năng giường chiếu, rồi hay bị đau lưng, mỏi gối, lười gần gũi. Đấy. Mỗi lần gần gũi vợ chồng xong thì biểu hiện là đau ở vùng lưng, đau ở đầu gối. Đấy. Và lười, lãnh cảm, lười gần gũi. Các bác có thể áp dụng cái bài thuốc và cũng là cái món ăn rất là hay này. Đó là các bác hái cái lá cái xương sông,
hái lá xương sông. Và các bác sử dụng cái con chai chai. Đấy. Con chai chai ngoài sông này, ngoài suối này, ngoài ao này. Đấy. Bắt được con chai chai. Đấy. Nước ngọt các bác nhé. Không phải là cái con ở biển đâu ạ. Con chai chai nước ngọt thường có ở các sông, hồ, ao, suối. Đấy. Thì làm như thế nào? Các bác sử dụng cái con chai chai đó, lấy cái phần thịt chai chai, rửa sạch. Tỷ lệ đó là thịt chai chai 50, thịt lợn nạc 50. Đấy. Băm nhỏ trộn với nhau, cho thêm vài cái lá cây xương sông này vào. Đấy, cho thơm. Sau đó các bác cuộn bằng cái lá to này. Đấy, cuộn bằng lá to này để thành cái món chả. Đấy, chả lá xương sông, thịt lợn và thịt chai chai cuộn với nhau. Đấy. Rồi các bác đem nướng bằng bếp than hoặc là cho vào nồi chiên không dầu. Đấy, các bác nướng sẽ được một cái món ăn vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng, lại tốt cho hai quả thận của các bác, đặc biệt là những bác trung niên và đang có tần suất suy giảm cái khả năng của đống mày râu. Các bác có thể áp dụng cái bài thuốc món ăn này tuần 2 đến 3 lần để cải thiện các bác nhé. Đây là hình ảnh của cây xương sông. Hoa của nó màu vàng này, ở đầu cành này. Đấy, tạo thành cái hình chóp các bác, hình chóp này. Đấy. Đang là mùa cái hoa này chuẩn bị chín. Muốn nhân giống cái cây xương sông này thì hái những cái hoa này rắc xuống, nhớ là phải hoa chín nhé, rắc xuống cái vùng ẩm ướt. Đấy. Có bóng râm thì nó sẽ phát triển thành một cây mới. Chỉ cần một cây như thế này thôi để nó phát triển tự nhiên, phát tán tự nhiên ấy, thì sang năm sẽ có một bãi cây xương sông. Đấy. Trước đây rất là nhiều, nhưng hiện nay thì cũng nhiều người đang tìm cây này. Các bạn đang tìm cây này mà lại bị mất giống, đang muốn tìm lại để trồng lại cây này. Ngoài cái món thịt lợn chai chai, đấy, nướng lá xương sông, thì cái lá cây này còn được sử dụng trong nhiều những món ăn ở các địa phương khác nhau. Ở địa phương các bác sử dụng lá xương sông trong những món ăn gì, các bác hãy để lại bình luận xuống bên dưới để cho mọi người cùng biết các bác nhé. Và ngoài những công dụng Quân vừa chia sẻ ra, trị ho thông thường này, trị ho do viêm họng cấp này, trẻ em sốt cao, co giật, thở gấp này, mẩn ngứa, nổi mề đay này, nam giới yếu khoản ta, lãnh cảm, đau lưng mỏi gối, thì còn công dụng gì các bác cũng để lại bình luận xuống bên dưới để cho mọi người cùng biết các bác nhé. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.